Câu cá, câu cá. Ôi cá tai tượng, ô con cá tai tượng. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Bây giờ thì anh chị mình về Sài Gòn trước. Bye bye. Bây giờ Châu mới ngủ dậy và Châu bắt đầu ăn sáng. Thì hôm nay Châu ăn sáng với bánh mì trứng ốp la. Châu ăn gì đó? Con thích ăn. Con ăn bánh mì. Con ăn gì? Bánh mì. Bánh mì. Ở đây giống cà phê võng không cả nhà? Ba mình làm giống như là một cái chòi vậy đó. Dăng mấy cái võng để buổi trưa nằm nghỉ cho mát. Bên kế đó là những cái bụi hoa trang. Nằm đây ngắm cảnh luôn nè. Ngắm cảnh hai bên hồ nước. Một bên là dừa. Đây là cái gọi là cái bát sen. Cái này là ở Hồ Sen nhà ba mẹ tròn nè. Cho Châu với Calvin thử. Đây Châu. Weißt du, musst die Nüsse aufmachen die, und dann die Kerne innen essen. Die Schale und die Kerne ganz innen muss weg. Hey. Das ist wie Walnuss. Fangen, Kevin? Und Kevin, ngon không? Das heißt hart sen. Die grüne Schale weg und dann kannst alles essen. Ja klar, die sind süß. Und die haben sie viel, viele Essen gemacht mit dem Nüsse hier. Tee auch. Komm hier, ich lasse euch da die Blumen riechen. Wappen. Hm. La Sabuche. Man hört die das Französisch an. Ja, keine Ahnung. Ja, die Schale muss weg, okay. Aber das schmeckt gut. Am Samen will ja Kevin lần đầu được ăn trái Sabuche. Sẽ thử trái cây miền Tây. Đâu lê kim ma là trái khác nữa mà. Dạ, lê kim ma là cái trái vàng vàng á. Ngon không? Ngon, ngon. Đó. Cái hát special Geschmack á. Dạ. In Deutschland gibt nicht. Dạ. Was denn? Es gibt keine Bezeichnung schmeckt wie oder so. Ja. Anh đi nói là không biết diễn tả nó cái vị nó như thế nào nhưng mà rất đặc biệt. Süß. Ngon. Süß sind so ganz leicht irgendwie. Ja, sowas, ja. Ja, fruchtig, der ja. Sich mehr wie cremig. Fast wie ein Gemüse, ein bisschen so oder so. Halb Frucht, halb Gemüse. Cái, ở Đức thì không có trái này. So. Trái này thì ở tiệm châu Á thỉnh thoảng cũng có bán nhưng mà mình ít gặp lắm. Có thể là những tiệm lớn thì có bán. Còn trong siêu thị Đức thì không có trái trái sabuche này. Sabuche. Dạ, sabuche hay sao? Sabuche. Yeah. Hiền, lass mal auch gepflanzt. Ja? Yeah. Ja, yeah, bei Plantage da. Trái ngọt. Trái ngọt. Ngọt, süß. À. Ngọt. Nó ngon hơn trái kiwi nhiều mà. Ôn. Kevin, wie fühlst du hier in Vietnam? Sehr glücklich. Sehr gemütlich. Also, ja, viel schöner, was anderes wieder wie in Deutschland. Ja. Auch wenn manchmal ich nicht so schaue, aber innerlich bin ich immer glücklich. Ja. Also äußerlich sieht es bei mir nicht immer aus, ja. Als, weil ich bin halt so, ich schaue so, ja. Aber eigentlich bin ich glücklich. Okay. Also äußerlich sehe ich nicht so aus, aber ja. Hier in Vietnam ist sehr schön, viele, viele Früchte. Mhm. Und ja, gefällt mir super. Also ja. Auch warm, schön warm, ja. Schöne Natur hier. Ja. Also wenn wir Zeit wieder haben, dann kommen wir dann. Auf jeden Fall. Ja. So, was sagst du über so in countryside Vietnam so? Top. Also mir gefällt besser die Stadt. Ich finde interessant hier, gibt viele verschiedene Tiere und Pflanzen und kann fischen gehen und hab viel Spaß. Die Leute sind nett. Also top. Was hier dir nicht gefällt? Boah, ich habe keine Ahnung. Okay. Dann ist gut. Keine Ahnung. Anh thích câu cá không? Có. Có thích câu cá.
Disco Kako, yeah. Ở đây thì có một cái hơi phiền đó là nhiều ruồi. Khi mà mình dọn đồ ăn ra đó thì ruồi nó bu vào rất là nhanh. Và mình đuổi cũng không có kịp á. Francis. Dạ. À đây là cái cần câu của anh đi. Joe, we findest du hier bei Opa? Ja, es ist ganz schön, aber es ist ein bisschen langweilig hier. Weil? Hier ist kein Stadt, kein Laden, nichts. Okay. Und hier sind voll viele Mücken. Con không biết nữa. Hôm trước chị mày kéo lên 5 số con cho bên Hiền hết 3 con, còn 3 con chị mần xong lúc về quên. Cả nhà mình quên sách về. Bên sách về cho bên cho Hùng hết nửa con, mấy ông nhậu hết một con, yeah. Nửa con nữa. Con cá tai tượng này sáng nay ăn chung với lại ăn đi nhà mình câu lên nè. Bây giờ thì mẹ mần để trưa nay chiên lên ăn. Cuốn bánh tráng. Đó, mọi người về Sài Gòn hết rồi thì còn mình nhà mình thôi. Mẹ đưa đây con cắt cho. Nó tay con như... sao mạnh không mẹ? Tay con mẹ. Người trời con cái tay con còn mạnh chứ. Mạnh như gì? Có coi chừng nó đâm tay nguy hiểm. Có người bị mần cá này. Hay là kêu Kevin ra cắt, Kevin sức, Kevin mạnh. Cái không chung kìa, cái không nó làm kìa. Vậy hả? Chị Mai làm còn rón rén đâu làm được đâu. Mẹ chị cắt được đâu. Không cái cắt vây chủ yếu không sao. Nó cứng ha. Mình không có chặt được hả mẹ? Chặt nó không ấy. Cứng lắm nè, con cầm nó 4 năm cá 4 năm rồi con nói sao không cứng. 4 năm rồi. Mình thả xuống nó từ lúc nó còn nhỏ xíu hả mẹ? Thả bằng vô đây nè. À, thả đây các thì, con. Thả các con 5.000 một con. Dạ. Yeah. Nên là mua cái lúc đó là ba không thả, mẹ mới mua 100 con mẹ thả. Dạ. Mẹ 5 kg điêu hồng á, à, yeah. Cá mùi á, mình cá. Bây giờ vậy. Có cái đánh vảy cá. Nó không như ngày xưa đánh cực lắm. Ngày xưa mình đánh bằng dao cực ha. Đánh bằng dao nó đâu có ra đâu. Có những giờ người ta chế ra nhiều cái hay á. Đi lên chỗ mấy người ta mình cá đánh mẹ nó đánh nó cạo 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 cho người sạch sẽ lắm. Dạ. Yeah. Đó, xong rồi đó. Nó đi đó. Bây giờ cắt cái vây này, đuôi này đi này. Cắt cái đầu này bỏ này. Yeah. Xong rồi, này. Rồi để nguyên như chốc nữa, cho nó rắc nước thì chốc chiên. Yeah. Chiên lên. Yeah. Thì nó kêu ba đi chợ. Đây là nửa con cá mà mẹ mình đã chiên lên nè. Còn nửa con cá thì chiên lên để cho ba với lại mấy chú mấy bác nhậu. Cá này là cá tai tượng. Ăn ngon lắm. Nãy mình đã gắp hết một miếng rồi nè. Đu đủ hôm nay lại có thêm mấy trái chín. Lát nữa ăn cơm xong thì mình sẽ ra đây mình hái đu đủ. Chín cây nè cả nhà. Còn đây là khế. Trái chín nè. Cái này không biết là khế ngọt hay khế chua. Lát nữa mình sẽ hái ăn thử. Cây khế nhỏ xíu à, nhưng mà cũng nhiều nhiều trái. Bây giờ thì mình dừng video lại đây để mình ăn cơm. Bye bye cả nhà.